ai có nhu cầu chia sẻ thì mình sẽ bứng mấy cây này mình chia nha mọi người. Đây, cây con ở cạnh cái bụi bông trang này rất là nhiều. Cây con rất là nhiều nha mọi người, nó rất hợp. Cây con này rất là chất lượng. Đây mọi người xem cái cây này, nó là một cây riêng à. Trong cái bụi này nhiều cây lắm. Cây là cái gốc lớn nè. Mấy cây con này cây nhỏ kế bên nè. Bên đây cái nhánh bên đây nó còn búp.